Chương 11. Cũng vào thời gian đó, cách một dãy hành lang, trong căn phòng nhỏ của mình, mẹ con Phụng Kiều cũng một đêm không ngủ. Song câu chuyện của họ không thấm đầy tình cảm mẹ con, cũng không bàn luận về những điều tốt đẹp. Sau những câu thăm hỏi thường tình, câu đầu tiên Phụng Nhi nói với mẹ là: "Mẹ, hãy nhanh chóng hủy hôn ước với Quy Trần, con không muốn làm vợ anh ta nữa." "Sao?" Vừa ngồi xuống, bà Kiều đã nhảy nhổm lên rất lớn: "Con nởm kia, tự nhiên sao dở chứng giữa chừng? Không muốn lấy Quy Trần thì muốn làm ăn mày hả? Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu công sức mới bò lên được tới đây không? Mày có biết Quy Trần là giám đốc tập đoàn địa ốc Phương Tinh, gia tài của hắn đồ sộ đến thế nào không?" "Con biết, nhưng mà..." Phụng Nhi đanh đá: "Con chỉ yêu Thiên Bảo thôi, cuộc đời này ngoài ảnh ra con không thể yêu ai khác." "Còn nói nữa, càng làm tao tức ứa gan hơn." Xí mạnh tay xuống trán của con, bà Kiều tức giận rít qua hai hàm răng nghiến chặt: "Có phải tao ép uổng không cho mày yêu Thiên Bảo đâu? Tất cả cũng tại mày vô dụng bất tài, chẳng những làm vụt khỏi tay con cá bự, còn làm tao bị đuổi khỏi nhà. Ê chề nhục nhã như vậy còn dám nhắc lại à? Lần này con sẽ không để vụt nữa." Phụng Nhi phụng phịu, bà Kiều phá ra cười lớn: "Lần này mày tưởng dễ tìm Thiên Bảo giữa biển người mênh mông này hả? Khôn hồn, mau tóm gọn gã Quy Trần, đừng để vụt." "Nhưng con đã tìm ra Thiên Bảo rồi." Ngước cao đôi mắt, Phụng Nhi nói với vẻ tự hào: "Ảnh hiện tại đang đối xử với con rất tốt." "Đã tìm ra Thiên Bảo?" Đôi mắt mở tròn, bà như không tin: "Mày không đùa chứ?" "Con đùa mẹ làm gì?" Thích thú vì tạo được ấn tượng cùng với mẹ, Phụng Nhi cười mỉm: "Thiên Bảo hiện đang ở công ty Thiên Thần nhỏ, con tình cờ tìm anh Trần mà gặp anh ta đó." Đi gần nửa vòng trái đất để tìm, không ngờ nó lại ở sát bên mình như vậy. Thở phào ra, bà nói: "Không biết đang mừng hay là đang ca thán." Phụng Nhi nắm tay bà: "Mẹ, con chỉ yêu Thiên Bảo, mẹ đồng ý cho con lấy anh ta chứ?" "Nếu con làm được." Nét mặt chợt giãn ra, bà cười dễ dãi mắng yêu con: "Con nởm này, không ngờ được việc. Chà, thế là ta phải đổi kế hoạch rồi." "Kế hoạch gì cơ?" Phụng Nhi ngơ ngác. Bà Kiều liêm di mắt: "Nếu con lấy Thiên Bảo làm chồng, ta buộc lòng làm vợ của Quy bằng vậy." "Tùy mẹ." Nhún vai, Phụng Nhi không bàn luận, ngã nằm ra giường, ôm cái gối vào lòng. Cô liêm di mắt mơ màng, hình dung một ngày mình trở thành Thiên Bảo phu nhân. Ôi, ngày hạnh phúc tuyệt vời này bao giờ mới đến? Chà, Khải Doanh này tài giỏi thật, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra. Đưa con búp bê giải lên ngang tầm mắt ngắm, ông Bằng bật cười thích thú: "Ngộ nghĩnh thật, con búp bê quá đổi dễ thương và nghịch ngợm, có thể chinh phục được những trái tim khó tính. Nhìn thấy nó rồi, ai cũng muốn mua cho mình một con cả." Hôm qua, ông có đến tham quan Thiên Thần nhỏ của cô. Không ngờ chị vắng nhà mấy tháng mà tụi trẻ làm được nhiều việc quá. Bây giờ, chúng đã có đến hơn 10 mẫu búp bê để sản xuất rồi. Mặt hàng của chúng không chỉ xuất hiện ở các cửa hàng đồ chơi bình dân mà còn được bày ở những nơi trang trọng của siêu thị, của trung tâm thương mại. Búp bê vải đang mở rộng thị trường của đồ chơi, lại còn lấn sân sang, bày biện trong tủ kính, bán đồ lưu niệm dành cho người lớn. Ngày đầu đã có một vài hợp đồng được ký kết với nước ngoài. Chuyện này công bằng mà nói, vốn là công của Huy Trần. Nhắc đến Huy Trần, ông lại nghe mãn nguyện. Nó đã thay đổi, đã hòa nhập với cộng đồng, không chỉ biết quan tâm chia sẻ, nó còn biết cười đùa vui vẻ nữa. Hôm qua, nghe nó nhận lời Khải Doanh cùng đám công nhân đi hát karaoke, ông thấy lòng vui phấp khởi. Tâm nguyện đã hoàn thành, ông có thể an lòng xuôi tay nhắm mắt. Không, ông chưa thể an lòng đâu, một khi chưa tìm thấy đứa con thất lạc của mình với Thục Nhàn. Trời ơi, tội lỗi vô tình quá. 28 năm dài, bà ôm con lưu lạc mà ông chẳng biết chút nào. Nếu không gặp lại Phụng Kiều, suốt đời này ông chẳng biết được. Thục Nhàn, trái tim ông quặn đau trong lồng ngực. Em ở đâu? Hẳn là đau thương vất vả lắm. Với đứa con không được nhìn nhận, em hẳn đau khổ nhục nhã nhiều. Làm sao em có thể tìm được hạnh phúc bên chồng? Hận anh lắm phải không? Em có biết, suốt 28 năm dài, anh chưa một giây nguôi nhớ thương. Em có biết, vừa được tin, anh đã lặn lội khắp chân trời góc biển để tìm em.
Xuống Cần Thơ, người ta bảo gia đình em đã dời về Rạch Giá. Xuống Rạch Giá, lại nghe bảo là đã dời xuống Nam Giang. Đến Nam Giang mới biết rõ nhà dời đi Đà Nẵng. Anh và Phụng Kiều phải đi một vòng đất nước mới tìm được mẹ em. Nhưng tìm được thì sao, cũng bằng như không tìm thấy. Lúc nghe mẹ em bảo đã cùng con đứt liên lạc lâu rồi, anh cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trời đất mênh mông, biển người đông đúc, làm sao anh có thể tìm gặp em và con chứ? Reng reng reng, chuông điện thoại chợt vang, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đưa tay cầm lấy ống nghe, ông ễ ải. Alo? Bên kia đầu dây, giọng của Phụng Kiều gấp gáp. Không hay rồi. Huy Bằng, anh mau trở về nhà. Quy Trần đã phát hiện ra chuyện mẹ mình ngoại tình. Hiện nó đang nổi trận lôi đình, đùng đùng làm dữ với Hạnh Cầm đây. Buông cạch điện thoại sững sờ, ông nghe toàn thân đông cứng trong sợ hãi. Không phải lo mọi chuyện bại lộ làm tổn thương danh giá gia đình, ông chỉ sợ Quy Trần nông nổi trong nóng giận, xúc phạm làm tổn hại đến Hạnh Cầm. Hối hả rời ghế đứng lên, ông trở về nhà bằng tốc độ siêu nhân, vừa đi vừa khấn vái Phật trời cho Quy Trần đừng nói lời nào tổn thương đến mẹ của mình. Hạnh Cầm đã đau khổ lắm rồi, bà sẽ không chịu nổi cú sốc sỉ nhục này. Xe vừa thắng lại, Phụng Kiều và Phụng Nhi ùa đến bên ông lập tức, nhưng chẳng để họ kịp nói lời nào. Ông chạy lên phòng của Hạnh Cầm nhanh như tên bắn. Con thật không ngờ mẹ là người đàn bà bỉ ổi vô lương tâm như thế, bao năm bỏ mặc gia đình, xem cha con như thù địch. Mẹ chỉ vì người đàn ông ấy, trời ơi, xấu hổ nhục nhã cho tôi quá. Tại sao tôi lại có một người mẹ như thế? Chưa đến cửa phòng, ông nghe giọng Quy Trần thét lớn trong đau khổ. Tội nghiệp cho nó quá, bây giờ ông lại nghĩ đến cảm nhận của con. Trước phát hiện này, niềm tin vào cuộc đời vừa tìm được của con có nguy cơ bay đi mất. Không, không thể như vậy được. Tâm nguyện vừa hoàn thành, ông không đành lòng để nó vì sự cố bất ngờ phá tan đi. Đã đến lúc ông đối diện cùng sự thật. Món nợ với Hạnh Cầm hôm nay ông sẽ trả. Đẩy mạnh cửa bước vào, đưa mắt nhìn Hạnh Cầm ôm mặt khóc ròng trên ghế salon, rồi quay nhìn sang Quy Trần đang hầm hầm đứng bên cửa sổ. Ông trầm giọng: Quy Trần, sao con dám lớn tiếng nặng lời với mẹ như vậy? Mau xin lỗi mẹ đi. Vừa nghe thấy lời ông, đôi vai Hạnh Cầm rung lên vì sợ hãi. Tuy không cùng chăn gối, nhưng dù sao trên danh nghĩa ông vẫn là chồng, là người có quyền phẫn nộ trước tin vợ mình có người đàn ông khác. Chắc chắn ông sẽ không tha thứ, sẽ làm lớn chuyện, và cha mẹ của bà sẽ uất nghẹn vì giận dữ, sẽ lên cơn đau tim mà chết vì xấu hổ. Xin lỗi. Hướng mắt quay lại nhìn cha, Huy Trần không hạ giọng: Bà bảo con xin lỗi bà ta sao? Bà có biết bà ta đã làm gì không? Chẳng phải bây giờ mà từ rất lâu rồi. Bà lừa dối cha con ta, giàu dù với một gã đàn ông đốn mạc. Cô rúm cả người lại, mặt úp vào tay, nghe xấu hổ dâng tràn. Hạnh Cầm chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất. Bởi vì tuy yêu bằng một tình yêu đích thực, bà vẫn không quên mình là một đứa con được sinh ra trong gia đình phong kiến, có giáo dục đàng hoàng. Những lời sỉ vả đầy nghiến của con, bà có thể cắn răng nhịn nhục lặng nghe. Còn lời chê trách xúc phạm của ông với gia đình, cha mẹ, bà biết mình không đủ sức lắng nghe đâu. Bác sĩ Quỳnh không đốn mạc, ông ấy là một người đàn ông chân chính. Vượt trên nỗi bất ngờ, không chỉ với Hạnh Cầm mà ngay cả Quy Trần cũng há hốc ra kinh ngạc trước cách nói điềm tĩnh của Quy Bằng. Ông đã biết rồi ư? Còn gọi đích danh tình địch của mình ra nữa? Phải, tôi biết chuyện này cũng hơn mấy tháng rồi. Đọc được nỗi nghi ngờ thắc mắc của hai người, ông gật đầu giải thích. Bàn chân bước đến bên cạnh bà, ông ngồi xuống dịu dàng. Mấy lần toàn nói với em, nhưng mà nhiều chuyện lu bu quá, chưa kịp mở lời đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giọng nói ôn tồn, ánh mắt hiền hòa, ông không có vẻ ghen hờn tự ái của một người đàn ông bị vợ cắm sừng một chút nào, và dường như ông cũng không có ý định chê trách sỉ vả bà. Hạnh Cầm mở đôi mắt nhìn ông ngơ ngác. Huy Trần, con đến đây. Ngẩng đầu lên đưa tay vẫy, ông cất giọng dịu dàng. Kỳ lạ trước thái độ của ông, Huy Trần dè dặt bước lại gần. Lẽ nào ông buồn quá quá điên rồi? Bà biết con bị sốc nhiều với việc mà mẹ con làm. Kéo tay con ngồi xuống bên cạnh mình, ông trầm giọng. Trong mắt con, mẹ là người có lỗi, còn ba là người đàn ông tội nghiệp. Nhưng mà kỳ thực,
mọi việc không như là con nghĩ. Hạnh Cầm mới là người tội nghiệp, mới là người đáng được con quan tâm, thông cảm nhất. Con mắt chớp nhanh, Huy Trần nghe khó hiểu. Ông Bằng thở dài ra. Trong tất cả chuyện này, ba mới là người có lỗi. Ba đã làm khổ Hạnh Cầm. Huy Trần, con có biết, trước khi cưới mẹ con làm vợ, ba từng ăn ở với người khác và đã có đứa con rơi. Sao? Huy Trần hô to hốt hoảng. Hạnh Cầm cũng nhìn sững ông Bằng. Câu chuyện là như thế, bây giờ bà có thể hiểu cái tên thục nhàn ông gọi mình trong đêm tân hôn ấy, cũng như có thể hiểu vì sao ông sống cạnh bên mình mà tâm hồn luôn để ở một nơi nào đó xa thẳm. Ba đã không trọn bổn phận làm chồng với mẹ của con. Lúc nào ba cũng sống trong tâm trạng u buồn mặc cảm, cũng thương nhớ về người cũ, cả con cũng không được ba quan tâm đến. Bây giờ thì con hiểu lý do nào mình bị cha mẹ bỏ mặc cho bà vú rồi chứ. Trước đây có lẽ Huy Trần sẽ không hiểu được, nhưng bây giờ anh có thể hiểu được rồi. Thậm chí đã có thể hiểu luôn cho mẹ. Thì ra không phải vô cớ mẹ chẳng thương anh, mẹ thật có nỗi khổ riêng, đúng như lời Khải Doanh có lần từng nói. Hạnh Cầm chợt quay sang, nắm lấy tay của bà, ông cất giọng thân tình. Anh biết mình đã làm khổ em nhiều và đã tìm cách bù đắp, đền đáp lại cho em. Nhưng mà tiếc thay, anh đã nhận ra điều ấy quá muộn màng khi tình yêu trong em cho anh không còn nữa. Biết em tìm được hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng, anh không buồn không giận mà chỉ thấy mừng cho em thôi. Dù sao thì em cũng tìm cho mình được nguồn hạnh phúc. Ý nghĩ đó làm anh thấy lương tâm mình phần nào thanh thản. Huy Bằng nước mắt lăn dài trước lời nói cao thượng của ông, ôm lấy mặt mình. Hạnh Cầm nức nở. Cảm ơn anh đã hiểu mà không trách. Em tin lời và hứa là từ nay sẽ không quan hệ qua lại với ông ta nữa. Sao lại không quan hệ không qua lại chứ? Ông lắc đầu tỏ ý chẳng hài lòng. Em và bác sĩ Huỳnh yêu nhau thật dạ kia mà, em đành lòng bỏ người đàn ông đã vì mình đánh mất tuổi xuân sao? Em không nghĩ cho anh ta thì cũng nên nghĩ cho mình chứ. Xa người yêu em không thấy đau khổ chút nào à? Em không thể dối lòng. Hạnh Cầm lặng yên để rơi dòng lệ. Sao bà có thể xa bác sĩ Quỳnh? Từ lâu cả hai đã là của nhau, thương yêu nhau hơn chồng vợ. Chúng ta đã sai rồi, không thể sai hơn được nữa. Xuất khăn, ông nhẹ lau khô nước mắt cho bà. Để giúp em có thể danh thuận ngôn chính cùng bác sĩ Quỳnh sống cảnh vợ chồng, anh đồng ý cùng em ly dị. Sao? Hạnh Cầm giật nảy người. Anh bỏ em ư? Không. Mỉm cười, ông lắc đầu tự tốn. Vấn đề không phải là ai bỏ ai, hay nói lẫy, nói hờn, trả thù nhau. Anh đang bàn về chuyện sửa sai, về một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Với lý do chia tay vì không hợp tính tình, chúng ta chẳng sợ ai mất mặt hay là xấu hổ. Hãy nghe lời anh, hãy nghĩ đến tương lai của bác sĩ Quỳnh. Anh ta vì em hy sinh đã nhiều rồi. Em không muốn được ở cạnh người thương, sống đời vợ chồng, săn sóc cho anh ấy, sinh con cho anh ấy. Em muốn hết đời này cả hai cứ lén lút hẹn hò nhau ở khách sạn ư? Lời ông nói không sai, nhưng ly dị đánh đổi cuộc sống vốn đã trở thành thói quen để sang một trang đời mới. Hạnh Cầm nghe lo sợ, liệu rồi bà có đủ sức vượt qua không? Hãy chấp nhận lời đề nghị của bà. Con là người đầu tiên ủng hộ mẹ lấy bác sĩ Quỳnh. Câu nói này của Huy Trần, anh không chỉ là mẹ ngỡ ngàng sửng sốt, cha hạnh phúc vui mừng, mà ngay chính bản thân cũng phải giật mình bỡ ngỡ. Anh không ngờ có lúc trong cuộc đời của mình có thể nói được một câu như thế. Và cũng thật là kỳ lạ, khi nói xong rồi anh bỗng nghe lòng rạc rào niềm xúc cảm. Tự nhiên anh thấy mình quá thương mẹ. Huy Trần, con thật sự trưởng thành rồi, ba mừng lắm. Đập tay lên vai con, ông Bằng như đang chuyện trò với một người bạn đồng trang lứa. Ba cũng không giấu con nữa, con có biết quý nhân đã cho con 50 triệu đồng cứu mạng hôm nào là ai không? Huy Trần lắc đầu rồi ngờ ngợ, lẽ nào người tốt bụng giấu tên đó chính là mẹ? Đúng vậy, đọc được câu hỏi từ ánh mắt của con, ông Bằng nhẹ gật đầu. Khải Doanh đã kể với ba. Hôm đó, sau khi tìm mọi cách liên lạc với ba không được, lo cho con quá, Khải Doanh đã đánh liều gặp mẹ con cầu may. Nghe con bị nạn, mẹ con lo lắng cuống cuồng. Không sẵn tiền mặt trong tay, mẹ con đã bán sâu vòng ngọc, vật gia bảo của bà ngoại con để lại. Sợ con biết số tiền đó là của mẹ mình,
con sẽ không nhận hoặc tìm mọi cách trả lời. Mẹ con đã dặn Khải Doanh giấu kín. Thật thế ư? Sống mũi chợt cay xè. Huy Trần quay nhìn người đàn bà đang gục đầu ngồi khóc. 26 năm dài, mang tiếng mẹ con, nhưng đây là lần đầu tiên Huy Trần được ở gần và nhìn kỹ mẹ như thế. Nước mắt làm son phấn nhạt nhòa, bà có vẻ già đi tiều tụy, nhưng anh lại thấy mẹ hiền từ, đẹp hơn bao giờ hết. Mẹ vẫn yêu thương, lo lắng cho anh, đôi chân từ từ khuỵu xuống. Huy Trần úp đầu vào lòng mẹ, òa lên khóc. Mẹ ơi! Huy Trần! Bàn tay vuốt lấy tóc con, bà nói trong nghẹn ngào tức tưởi. Con của mẹ, con chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Mẹ sai rồi, mẹ đã sai rồi. Lẽ ra, mẹ không nên vì hận ba mà căm ghét con như vậy. Con là con của mẹ. Trời ơi, sao mẹ u mê mù quáng quá. Bỏ mặt con, mẹ cũng bỏ luôn những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Huy Trần, mẹ xin lỗi. Mẹ không có lỗi gì đâu. Ngước đầu lên, Huy Trần ôm mặt mẹ. Tất cả là lỗi của con ích kỷ, không biết quan tâm thấu hiểu nỗi lòng mẹ. Lúc nào con cũng chỉ biết oán trách lạnh lùng. Nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ, ông bằng không hay, nước mắt rơi trên mặt mình từ lúc nào. Đến khi nó rơi bợp xuống vai, mới giật mình chợt tỉnh. Ông đưa tay lau vội, rồi cao giọng cười giả lả. Thôi thôi, mọi việc tốt đẹp cả rồi. Đừng cứ tranh nhau giành lỗi về mình như thế, hãy bàn tiếp chuyện ly dị đi thôi. Huy Trần, con viết chữ đẹp, con mau thảo lại cho mẹ một tờ đơn đi. Dân. Gạt nước mắt đứng lên, Huy Trần nhanh nhậu bước lại bàn. Cậu viết chạy như bay trên trang giấy. Viết đơn cho cha mẹ xa nhau mà anh không thấy buồn một chút nào. Bởi hơn ai hết, Huy Trần biết rõ, tuy phải sống xa nhau, nhưng tình cảm của họ sẽ trở nên gần gũi, tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều. Cũng như anh và mẹ, từ nay không còn chung sống trong một mái nhà, nhưng mà quan tâm lo lắng, tình mẫu tử sẽ đậm đà hơn bao giờ hết. Cùng một ý nghĩ, cả Hạnh Cầm, cả bác sĩ Quỳnh đều muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra đơn giản, chỉ là một buổi tiệc đơn sơ gồm họ hàng ruột thịt và một ít bạn bè thân thiết. Nhưng Huy Trần và ông Bằng không đồng ý. Với vai trò người chủ hôn, ông Bằng đã buộc họ tổ chức một đám cưới lên đình, náo nhiệt với hàng trăm thực khách trong một nhà hàng sang trọng. Toàn bộ chi phí sẽ do ông đại thọ. Tất bật ngược xuôi, rộn rịp, rồi tất cả cũng chuẩn bị xong. Trên khán đài cao, nhìn Hạnh Cầm và bác sĩ Quỳnh tay trong tay, rạng ngời hạnh phúc. Ông bạn nghe hài lòng cùng quyết định của mình. Dù trong đám bạn bè sẽ không ít những người không hiểu rồi buông lời xì xào bàn tán, song ông không bận tâm đâu. Điều đáng bận tâm bây giờ là hạnh phúc của đôi tân lang, tân giai nhân đang ở cạnh nhau kia. Sự gặp gỡ muộn màng này sẽ khiến họ biết giữ gìn, trân trọng nhau hơn. Nào các bạn, nâng ly lên chúc mừng cho những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, ông đưa mắt nhìn qua bàn đám trẻ. Những tưởng sẽ được chứng kiến bầy con nít quậy la hét vang lừng, nhưng mà bức tranh trước mắt ông lại phản ảnh điều trái ngược. Không có nụ cười tiếng hét nào, chỉ có những gương mặt giàu giàu và miệng nhai ể oải. Không thấy Huy Trần đâu cả, chỉ thấy Tinh Tân lăng xăng gấp món này món nọ, dỗ dành mấy cô gái. Có chuyện gì thế nhỉ? Ông cao mày suy nghĩ, rồi hướng mắt ra hiệu cho Nhã Ca đến gặp mình. Chơi thân với ba đứa lâu nay, ông hiểu Nhã Ca là đứa vô tư, dễ khai thác nhất. Quả nhiên, chẳng cần ông phải nói dông dài, Nhã Ca trả lời ngay, dường như cô cũng đang bức xúc về vấn đề này. Có gì đâu, chẳng qua hai đứa nó bị Huy Trần và Thiên Bảo chọc tức thôi. Bác xem có phải bây giờ, anh nào cũng kè kè bên mình một giai nhân tuyệt sắc. Theo hướng nhìn của Nhã Ca, ông nhìn thấy Huy Trần lập tức. Thằng con của ông quá vui vì hạnh phúc vừa tìm được, đang nguyên thuyên cười nói luôn miệng. Cạnh bên nó là con bé Quỳnh Như xinh đẹp. Chúng nó là anh em chú bác mà. Toàn giải thích với Nhã Ca, chợt nảy ra một ý, ông thôi không nói nữa. Quay nhìn mặt Khải Doanh chầm dầm, ông khều Nhã Ca rồi hỏi khẽ. Thiên Bảo có người đẹp cạnh bên làm tâm Như khó chịu. Bác hiểu rồi, chúng nó dù sao cũng đang cặp bồ nhau. Bác chỉ thắc mắc lý do làm Khải Doanh giận dỗi thôi. Cũng không khác Tâm Như đâu. Nhớ lời Thiên Bảo phải giúp cho Khải Doanh với Huy Trần, Nhã Ca thì thầm tiết lộ. Khải Doanh yêu thầm Huy Trần. Thật không? Ông kêu lớn bất ngờ. Cứ tưởng khó khăn vất vả lắm mới chinh phục được Khải Doanh giúp Huy Trần. Thật không ngờ, điều kiện đưa ra quá dễ dàng thuận lợi. Khải Doanh đã cố tình,
bây giờ chỉ cần Quy Trần có ý nữa là xong. Thật mà? Nhã Ca bếp xếp chính cháu lén xem nhật ký của nó mà. Bác xem, đâu phải tự nhiên mà nó giúp Quy Trần nhiều như vậy. Đúng rồi. Ông gật gù công nhận, rồi hỏi thêm. Thế cháu thấy thái độ của tụi nó dạo này ra sao hả? Huy Trần vẫn bình thường, chỉ có Khải Doanh là hay gây gỗ bắt bẻ anh ấy thôi. Nhã Ca thành thật. Bà cũng lạ lắm bác à. Huy Trần dạo này cũng đổi tính rồi hay sao á? Mỗi lần bị Khải Doanh mắng càng nhằn, còn thấy ảnh không chút bực mình, còn ngoan ngoãn làm theo ý Khải Doanh ngay nữa. Bác biết rồi. Gật đầu trước điều tiết lộ thú vị của Nhã Ca, ông vui vẻ. Trước tình yêu nam và nữ thường có thái độ trái ngược nhau như vậy đó. Nhã Ca à, cháu có đồng ý cùng bác giúp cho Quy Trần và Khải Doanh đến với nhau không? Bác cũng đồng ý ư? Không trả lời ông, Nhã Ca nhảy cẩn lên mừng rỡ. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, Thiên Bảo coi vậy mà hay ghê. Thiên Bảo đã nói gì? Ông vui cùng niềm vui của Nhã Ca. Cô nhí nhảnh, Thiên Bảo nói Quy Trần và Khải Doanh nhất định sẽ thành đôi. Anh còn vận động con và Tâm Như hậu thuẫn cho họ nữa. Nhưng mà... Đang vui, Nhã Ca bỗng trở giọng buồn. Con thật không hiểu. Thiên Bảo tốt bụng, hiểu lý lẽ là yêu thương Tâm Như như thế. Sao có chuyện thay lòng đổi dạ được? Thì không biết cô gái tên Phụng Nhi kia có bùa gì mà khiến cho Quy Trần rồi Thiên Bảo ai cũng bị cô ta làm cho lú lẫn cả tâm thần. Ra thế, cái vấn đề làm ông thắc mắc mấy bữa rày nằm ở chỗ này đây. Phụng Kiều đột nhiên đòi hủy bỏ hôn ước là vì Phụng Nhi đã có ý trung nhân xứng đáng. Chàng ta là Thiên Bảo. Ồ đúng là quá bất ngờ, bởi theo ông biết, Thiên Bảo chỉ là anh chàng sửa xe đầu phố, mấy tháng nay lột xác theo Khải Doanh thành lập công ty. Anh ta có gì so sánh với Quy Trần để khiến cô gái đua đòi vật chất như Phụng Nhi thay lòng đổi dạ? Đánh giá con người không qua manh áo mà qua tư cách và phẩm chất. Ông tin và lấy đó làm quan niệm xử thế của mình. Song ông không tin, không thể tin Phụng Nhi chấp nhận nhìn người theo kiểu ấy. Nhất định Thiên Bảo phải có điều gì đặc biệt lắm mới có thể khiến Phụng Kiều dễ dàng chấp nhận anh làm rể. Ông chưa từng gặp Thiên Bảo, nhưng không phải tìm lâu hay là hỏi ai. Chỉ cần tìm thấy Phụng Nhi thôi, anh chàng bên cạnh cô nhất định sẽ là Thiên Bảo. Và kia rồi, trong một góc ban công trong nhà hàng, Phụng Nhi đang níu tay một người thanh niên nũng nịu, như quên mất Nhã Ca. Ông tiến lên một bước, nhìn cho rõ mặt chàng trai đào hoa hơn cả Quy Trần. Ồ, một lời thán phục buộc ra khỏi miệng. Chẳng như ông lầm tưởng, một anh thợ sửa xe tay chai, mặt nám. Thiên Bảo hiện đào hoa tướng tú, chẳng kém Quy Trần, cũng phết tông. Cũng phong thái uy nghi đỉnh đạt, với hàm râu cánh kiến trên đôi môi, đồ vài đô vật và bộ ngực khỏe, Thiên Bảo có vẻ ngầu và nam tính hơn nhiều. Cạnh bên anh, Huy Trần chỉ là một chàng trai mới lớn đầy non nớt. Chỉ với một cái nhìn, ông đã có cảm tình thì nói gì với các cô gái trẻ. Bỗng có ý định làm quen cùng với Thiên Bảo, ông bước thẳng về phía anh với ly rượu mới rót đầy. Chàng trai trẻ, cùng ly một cái nào. Ly rượu giơ cao ngang mặt, ông mỉm cười hào phóng. Quay người lại, Thiên Bảo vừa gật đầu lễ phép. Dân, mời bác ạ. Dạ chào bác. Sự hiện diện của ông làm Phụng Nhi bối rối. Mặc cảm phụ tình Quy Trần khiến cô cảm thấy mình có lỗi với ông. Cháu phải đến với mẹ đây. Không phải là mục tiêu tìm hiểu nên ông chẳng cần lưu lại làm gì. Để cô bước đi hẳn rồi, ông mới vờ như vô tình hỏi. Bạn gái của cháu đấy à? Dạ không. Thiên Bảo lắc đầu ngay. Cô ta chỉ là một cô em gái đáng thương thôi. Bạn gái của cháu chính là Tâm Như. Cô ấy đang ngồi cạnh Khải Doanh kia. Vậy ra, bọn nhóc đã hiểu lầm Thiên Bảo. Thái độ thẳng thắn của anh làm ông thích. Càng lúc, ông càng thấy mình có cảm tình với anh hơn. Cháu là trợ lý của Khải Doanh à? Thế quê cháu ở đâu? Dạ. Chương 12. Phần Thiên Bảo không hiểu sao, anh cũng thấy mến ông nhiều. Một cái gì đó gần gũi khiến anh cảm thấy tin tưởng và muốn chia sẻ cùng ông những điều mình chưa từng tâm sự bao giờ. Cả Tâm Như cũng không thể nói. Quê cháu ở Sài Gòn này ạ. Thế cha mẹ cháu vẫn còn đầy đủ cả chứ? Dạ không. Đôi mắt chợt buồn, đưa ly rượu lên môi uống một hơi dài. Thiên Bảo thở dài ra. Cháu chỉ còn mẹ không có cha. Ồ xin lỗi. Ai nái gì làm anh buồn, ông nhẹ giọng. Ta không cố ý. Thế bà cháu mất gì bệnh à? Lại một câu nhối vào vết thương lòng. Ông biết, nhưng không sao kìm nén những ý nghĩ tuôn tràn. Ở Thiên Bảo, như có một sức hút vô hình,
khiến ông cứ muốn lao vào tìm hiểu. Dạ không. Dạ thật là kỳ lạ, Thiên Bảo cũng không thể dối lòng trước mặt ông. Thân phận của anh xưa nay là bí mật, vậy mà anh lại khai một cách dễ dàng. Cha cháu không mất gì bệnh, cháu chỉ vừa biết mình không có cha 4 năm nay. Sao? Cháu nói nghe lạ quá, sao chị mới biết mình không có cha 4 năm nay? Thế trước đó cháu có cha à? Vâng. Ly rượu lại được đưa lên môi, Thiên Bảo gửi tầm mắt nhìn vào xa vắng. Cháu không chỉ có cha, còn có một gia đình ấm êm hạnh phúc, một tương lai sáng sủa. Thế nhưng tất cả chỉ là tạm bợ, là giả dối mong manh. Nó đã vỡ tung như bọt bóng xà phòng khi tấm màn sự thật được vén lên. Trong chớp mắt thôi, như ảo ảnh phục tan, cháu không còn gì cả. Người cha yêu kính, gia đình ruột thịt, tương lai sáng sủa đều biến mất. Kết nối trừu tượng của Thiên Bảo khiến ông càng thêm tò mò. Đặt tay lên vai anh, ông an ủi. Bình tĩnh chàng trai trẻ, hãy kể ta nghe sự thật gì mà khủng khiếp thế này. Đưa mắt nhìn ông một cái, Thiên Bảo nhẹ cắn môi thầm cân nhắc liệu có nên tiết lộ cùng ông sự thật này. Từ lúc bước ra khỏi nhà, anh đã dặn lòng chung kính, anh sẽ không nhớ lại đâu, và có lẽ anh đã làm được điều này, đã quên lãng đi mất nếu Phụng Nhi không bất ngờ hiện ra trước mặt anh như một nhân chứng sống. Nhân chứng sống? Không, phải gọi cô là thủ phạm thì mới đúng. Tâm hồn của cô và mẹ cô ta không đẹp như hình thức bên ngoài, nó xấu xa bẩn thỉu, chứa đầy những âm mưu thâm độc. Nó hại mẹ con anh tan nhà nát cửa, giờ lại đến nhà ông. Không, anh sẽ không để họ kịp làm điều đó. Anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ. Nhưng bằng cách nào? Liệu ông có tin lời anh nói không? Nếu không kể được thì thôi vậy, cụng ly đi. Đưa cái ly của mình lên, ông nói. Như giật mình chợt tỉnh, Thiên Bảo gật đầu. Không, cháu sẽ kể. Chuyện là... Trời ơi Quy Bằng, anh ở đây mà em tìm muốn chết. Đúng lúc đó, giọng bà Phụng Kiều bỗng vang lên niềm nở, cắt ngang câu chuyện. Đôi mắt sắc như dao, bà ném cho Bảo một tia nhìn cảnh cáo. Rồi như chẳng hề biết anh là ai, bà khéo léo dìu ông Bằng về phía khán đài. Từ giây phút đó, bà bám chặt ông, không cho Thiên Bảo cơ hội tiếp cận. Dường như bà linh cảm được, Thiên Bảo sẽ nói ra, sẽ tiết lộ điều bất lợi của mình. Thành công. Dự định là sẽ thành công. Nhưng lớn thế này, quả là một điều ngoài tưởng tượng. Hơn một giờ rồi, cầm xấp đơn hàng trong tay, tất cả cứ ngỡ là mơ. Thiên thần nhỏ từ trên xuống dưới, từ giám đốc đến nhân viên vẫn chưa tin là thật. Mọi chuyện bắt đầu từ ý kiến của ông Huy Trần, đem búp bê vải sang Thái Lan dự hội chợ châu Á ư? Liều lĩnh phiêu lưu quá, chi phí cao tốn kém nhiều, bị có kết quả gì không? Bàn cãi tranh luận mãi, cuối cùng Khả Doanh cũng quyết theo ý của Huy Trần, gian hàng búp bê vải của cô nho nhỏ lọt thởm giữa các quầy đồ chơi điện tử tối tân và hiện đại. Ngồi ôm mặt xấu hổ, Khả Doanh đã tính đến chuyện rút dù về sớm. Nhưng thật bất ngờ, các em bé được phụ huynh dắt tham quan hội chợ đều dừng chân trước gian hàng búp bê vải rất lâu. Sự chú ý của các em đã kéo theo sự chú ý của nhiều người, nhất là sau khi nhìn thấy Khả Doanh cắt mai búp bê ngay tại chỗ. Sự tò mò háo hức càng được nhân lên. Chẳng mấy chốc, gian hàng đồ chơi của cô đông kín người. Ai cũng muốn mua một con búp bê được làm ra từ bàn tay thủ công bé nhỏ. Số lượng búp bê đem chào hàng đã bán sạch ngoài dự định. Song điều đáng mừng không dừng lại ở đây. Sắp qua đơn đặt hàng của các công ty đồ chơi Thái mới là điều đáng nói. Mừng, nhưng bên cạnh vẫn là nỗi lo. Đơn đặt hàng với số lượng cao quá, muốn hoàn thành đúng hợp đồng, đòi hỏi phải mở rộng mặt bằng máy móc công nhân. Về vốn không cấp bách, có thể vay ngân hàng, có thể vay từ Vương Tinh Địa Ốc. Nhưng mở rộng rồi, liệu có tiêu thụ hết? Sau những hợp đồng này, có tìm được những hợp đồng khác nữa không? Cái đầu thích lo xa của Khả Doanh luôn bâng khuâng và lo lắng. Trong lúc Thiên Bảo Huy Trần cứ khăng khăng tin tưởng rằng không chỉ có bấy nhiêu hợp đồng thôi, rằng số lượng sẽ tăng lên mãi, chẳng bao lâu nữa, Thiên Thần Nhỏ sẽ trở thành một tập đoàn đồ chơi tên tuổi lớn nhất nhì Đông Nam Á. Đám con gái lo xa, đám con trai háo thắng, hai bên cứ tranh cãi không ngã ngủ, càng lúc càng trở nên gay gắt. Đúng vào lúc cao trào nhất, bên cánh cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông đỉnh đạt. Xin lỗi, xin các bạn vui lòng cho tôi được hỏi thăm. Cuộc tranh luận tạm thời gián đoạn, nhưng đôi mắt còn ngầu máu hung hăng, đồng hướng về phía trước. Người đàn ông mới đến này, ông ta là ai? Trên dưới 50, thân hình phấp pháp khỏe mạnh,
cái bụng to đặc trưng cho những người giàu có thích tiệc tùng bia bọt. Ông còn có một gương mặt chữ điền phúc hậu, tóc muối tiêu, đeo kính gọng vàng, tay xách vali. Ông có vẻ sang trọng và bệ vệ. Nhưng mà đôi mắt càng lúc càng mở to ngơ ngác, mãi chăm chú, họ không nhận ra cạnh bên mình có một đôi mắt tối sầm đi, đôi mắt của Thiên Bảo. Anh đang cố thu nhỏ người nép sau lưng của Quy Trần, tránh không cho ông ta nhìn thấy. Dạ, bác cần gì ạ? Có phải đến hợp đồng mua búp bê không? Sau một giây bỡ ngỡ, Nhã Ca lên tiếng trong veo. Giọng nói của cô đã làm thức tỉnh cả mọi người, đồng chớp mắt, họ nhìn ông chờ đợi. Ồ không, không phải mua búp bê đâu, vì đang ở ngoài sáng, ông không nhìn rõ hết mọi người. Con mắt nheo lại, ông khẩn khoản. Tôi chỉ muốn tìm người thôi, xin hỏi nơi đây có ai tên là Thiên Bảo không? Thì ra là tìm Thiên Bảo, không hẹn mà cả bọn đồng quay lại. Thiên Bảo bây giờ không còn đường trốn, đành phải đứng lên. Là tôi đây. Sừng lại một giây, ông như bất ngờ trước cách nói lạ lùng của Thiên Bảo. Nó rất là lạnh lùng. Nhưng chỉ một giây thôi, ông vụt ào lên, ôm lấy anh mừng rỡ. Thiên Bảo, đúng là Thiên Bảo thật rồi. Con ơi, bà nhớ con quá. Ba, ông ta là ba của Thiên Bảo sao? Những con mắt lại nhìn nhau lạ lẫm. Bao lâu quen biết, chỉ nghe anh nhắc đến mẹ mình. Không ngờ cha anh lại là một người lịch lãm thế này. Mà Thiên Bảo sao vậy? Gặp cha không gặp. Cứ thần người ra, bất động lạ lùng. Hẳn có ẩn tình gì, kính đáo ra hiệu bảo nhau. Những đôi chân lịch sự bước đi, nhưng vừa quay lưng lại, người đàn ông đã vội vàng đưa tay cản. Khoan, mọi người thư thả dừng chân nghe tôi nói. Tôi muốn được công khai trước mặt mọi người nói lên lời xin lỗi với con, cũng như xin được phép rút lại những lời xúc phạm hôm nào. Có chuyện gì thế nhỉ? Bình tĩnh như Quy Trần còn cảm thấy tò mò, huống chi bọn con gái Khải Doanh, Nhã Ca vốn thích xen vào chuyện của người, đồng loạt quay đầu lại. Cả bọn hết quay nhìn Thiên Bảo, rồi lại nhìn người đàn ông lạ lùng này. Ông ta đã làm gì, nói gì để phải đến đây nhận lời công khai? Hai người là cha con của nhau mà. Lời nói của tôi thật mập mờ, khó hiểu có phải không? Được rồi, để các bạn có thể cảm thông và chia sẻ, tôi xin được kể lại đầu đuôi câu chuyện. Không. Thiên Bảo phục lắc đầu hét lớn. Không được kể, ông về đi. Phải kể, ba kể con à. Câu chuyện thế này... Không, không được kể, tôi chẳng muốn nghe. Bịt chặt hai tai hét lớn, Thiên Bảo vụt lao ra sân chạy biến đi. Tâm Như nhổm dậy đuổi theo, nhưng ông đã đưa tay cản lại. Hãy để nó yên tĩnh một mình. Tao muốn các con nghe chuyện để có thể hiểu về Thiên Bảo một cách rõ ràng hơn. Thật ra, Thiên Bảo không xuất thân bần hàn, trong một gia đình lam lũ nhưng vẫn thường tự nhận. Anh chính là cậu con trai quý tử, đứa con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty thép Nam Hưng, danh tiếng lẫy lừng. Sao? Thiên Bảo là con trai của tổng giám đốc Thiên Nam ư? Nghe kể đến đây, Huy Trần không khỏi buộc miệng bàng hoàng. Trong giới kinh doanh địa ốc, anh không lạ gì với công ty thép Nam Hưng, bởi đó là một công ty lớn, có nhiều uy tín giữa thương trường, được nhiều giới trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng vậy. Ông gật đầu kể tiếp. Ngoài ra Thiên Bảo còn là một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Luật. Đã học đến năm thứ tư rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là nó có thể đường hoàng, trở thành một trọng tài kinh tế với bao người cầu cạnh. Bây giờ thì hết thắc mắc rồi, Khải Doanh Tâm Như Quy Trần có thể hiểu vì sao một anh thợ sửa xe mà thông thạo luật pháp dường này, thủ tục thành lập một công ty đăng ký độc quyền sản phẩm với một trọng tài kinh tế chỉ là chuyện soạn cơm bữa. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đang là cậu ấm sinh viên đại học, Thiên Bảo lại vụt trở thành một anh chàng sửa xe nghèo khổ? Ông vào chuyện rề rà quá, Nhã Ca không nén nổi chen vào. Gia đình của ta chỉ có ba người, đó là tôi, vợ tôi và Thiên Bảo. Chúng tôi đã sống bên nhau bình lặng, hạnh phúc đúng 24 năm dài, cho đến một ngày, cách nay 4 năm. Không để ý đến vẻ mặt sốt ruột của đám trẻ con, ông bình thản lật ngược thời gian về quá khứ. Hãy cùng một hợp đồng quan trọng chờ thông qua ký duyệt, nhưng ông không màng đến, hối hả trở về nhà với bó hoa. Với chiếc nhẫn kim cương nặng 6 carat, ông nhủ bụng sẽ tặng cho Thục Nhàn một hạnh phúc bất ngờ. Hôn nhân của ông với bà không bắt đầu từ chuyện tìm hiểu, yêu rồi cưới nhau như đa số đôi vợ chồng khác trên đời. Ngày đó ông là con trai của vua thép miền Nam, giàu có lắm, nhưng mỗi tội không được điển trai, lại ít lời ăn tiếng nói, nên chẳng được lòng con gái lắm. Rầu rĩ vì thằng con đã tròm trèm 30 tuổi, vẫn chưa tự tìm cho mình một ý trung nhân dự ý. Ba mẹ ông buộc lòng cậy nhờ đến bà Mai.
Ngày xem mất vợ 24 năm rồi, Thiên Nam vẫn không quên cái nhìn ngơ ngẩn của mình với Thục Nhàn lúc đó. Chao ôi đẹp quá, một vẻ đẹp dịu dàng thùy mị hiếm hoi của cuộc sống thị trường hiện đại. Mái tóc dài, gương mặt xoan thanh tú, Thục Nhàn đã đi vào lòng ông với hình ảnh một ngọc nữ dịu dàng thanh khiết. Tính Thục Nhàn hơi trầm lặng, lúc nào cũng buồn buồn nhưng mang nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng nàng quả là một người vợ tuyệt vời không chê vào đâu được. Vén khéo đảm đang, nàng lo lắng cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ. Nhà giàu có, nhưng nàng không cho mướn người làm, nàng bảo thích tự tay mình chăm sóc chồng con. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, nàng ủi cho ông những bộ quần áo phẳng phiu, lại khéo tài nấu nướng. Để dù gặp bạn bè tiệc tùng ở nơi nào, ông vẫn không quên giờ về ăn cơm cùng vợ. Những món ăn được làm ra từ tay Thục Nhàn có một mùi vị đậm đà mà ông không thể tìm gặp ở nơi nào khác. Thiên Bảo là đứa con duy nhất của ông với Thục Nhàn, thằng bé thông minh khấu khỉnh, ông yêu hơn tất cả các châu báu trên đời. Nó rất ngoan, dù là cậu ấm nhưng không phá của ham chơi, suốt ngày lo ăn học. Năm nay đã là năm cuối của trường luật. Không bấm chuông, ông rút chìa khóa riêng, rón rén mở cửa bước vào. Đây là thói quen vốn có của ông, thật chẳng gì thú vị bằng khi được bất ngờ nhìn thấy bà lâm khơm nấu nướng. Thiên Nam, anh về rồi. Ôi gặp anh, em mừng quá. Một vòng tay bất ngờ vòng quanh cổ cùng mùi nước hoa bát ngát xộc nhanh vào mũi, làm ông phải giật mình. Nhà có khách mà ông quên mất, vậy là mất một yếu tố bất ngờ. Nét mặt ông tiêu nghỉu như chú mèo đánh mất mồi ngon. Hôm nay anh về sớm thế này, hẳn là có chuyện gì đặc biệt. Một lần ông bỏ tay vị khách ra khỏi vai mình, nhưng bà không biết ngượng, đặt luôn cái cầm lên vai ông trìu mến. Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Gật đầu quay hẳn người lại, ông chỉ cho bà nhìn thấy bó hoa và hộp nhẫn trên tay. Thục Nhàn đâu? Bà ấy hẳn đang chuẩn bị cho tôi một món ăn đặc biệt. Quả là không sai, đúng như ông dự đoán. Chỉ cần nghe ông nhắc đến Thục Nhàn là nét mặt bà lập tức sa sầm. Sao vậy chứ? Ông không hiểu, chẳng phải hai người là bạn rất thân của nhau ư? Cách đây một tháng, khi cả gia đình ông cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Để con. Thiên Bảo sốt sắng đứng lên trong cái cao mày khó chịu của cha. Ông không thích bị quấy rầy, bị tách khỏi những giây phút đầm ấm bên vợ con. Cánh cửa bật mở, Thiên Bảo ngây người. Ông trố mắt trước hai người khách lạ, một sồn sồn một trẻ. Cả hai đều rất đẹp, rất mô đen và thơm lừng mùi nước hoa quý phái. Phụng Kiều. Trời ơi, đúng là Phụng Kiều rồi. Giữa lúc ông và Thiên Bảo còn đang ngơ ngác, Thục Nhàn bỗng ào lên, ôm chầm lấy người khách, òa lên khóc. Hóa ra đó là người bạn thân thời đại học của Thục Nhàn. Lâu ngày gặp nhau nên Thục Nhàn mừng lắm. Bà vui, ông cũng vui lây. Nồng hậu tiếp đón Phụng Kiều như người khách quý, ân cần lưu giữ và giúp đỡ khi nghe bà kể mình vô phước không may gặp phải người chồng vũ phu bạo ngược. Cô con gái của bà cũng thế, rất dễ thương, xem chừng có ý thích Thiên Bảo nhà ông lắm, cũng mong cho nó có duyên có phận. Ông đem ý định này nói cho Thiên Bảo biết, nhưng nó chỉ cười lắc đầu bảo chưa cần thiết, chỉ muốn để tâm vào sự học và xem Phụng Nhi như đứa em gái nhỏ. Nghe ông nói lại ý định của con, Phụng Kiều có thái độ khác ngay thấy rõ. Như quên mất ông là chồng của bạn mình, bà thường có những lời nói cử chỉ vượt quá tôn nghiêm tình bạn, nếu không muốn là lốt bịch sổ sàng. Thái độ của bà đánh mất đi niềm tôn trọng và mối thiện cảm trong ông. Mấy lần toan lên tiếng bảo bà thận trọng, nhưng e mất lòng vợ lại thôi. Bà không hiểu ông càng làm đến, hôm nay đã đến mức dám bá vai cặp cổ ông như nhân tình, chồng vợ. Hành động này Thục Nhàn chưa dám nữa là. Ồ, chiếc nhẫn xoàng đẹp quá, ai đã tặng cho anh thế? Giả lơ, không nghe câu nhắc đến Thục Nhàn, Phụng Kiều dằn mở hộp nhẫn rồi kêu lên thích thú. Không ai tặng cả, của tôi mua tặng cho Thục Nhàn đấy, bà xem có đẹp không? Tặng Thục Nhàn ư? Ánh mắt bà sa sầm ghen tức. Vì lý do gì? Hôm nay là sinh nhật của anh kia mà. Đúng vậy, ông gật đầu hạnh phúc, ngầm muốn báo cho bà biết mình là một người đàn ông yêu vợ không dễ bị cám dỗ đâu. Ông mỉm cười chìa ra hai vé máy bay. Sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại muốn tặng quà cho vợ. Không chỉ hoa và nhẫn, tôi còn tặng Thục Nhàn du lịch châu Âu cùng tuần trăng mật mới. Tuần trăng mật, chuyến du lịch châu Âu. Dằn nhanh từ tay ông vé máy bay xem tận mắt, giọng bà chợt khàn khàn.
Tôi không ngờ Thục Nhàn diễm phúc chừng này. Thiên Nam, em thật muốn biết vì sao anh yêu Thục Nhàn nhiều đến thế. Nó có bùa mê hay nghệ thuật quyến rũ gì? Thục Nhàn chẳng có gì. Ông hạnh phúc cười díp đôi mắt lại. Bà ấy có tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thủy chung, không gì so sánh được. Với tôi, Thục Nhàn là viên ngọc lành không rỉ sét, là ngọc nữ, thiên kim. Ngọc lành không tì vết, ngọc nữ. Phùng Kiều bỗng buông giọng cười sặc sụa. Ôi thật tội nghiệp cho anh quá. Em không thể đành lòng nhìn anh ngây thơ bị gạt mãi như vậy được. Ngây thơ bị gạt ư? Ông cao mày không hiểu. Phùng Kiều gật đầu, mắt long lanh nham hiểm. Không, Thục Nhàn không thể sống ấm êm hạnh phúc trong lúc bà đau khổ lận đận. Nó chẳng có gì để hơn bà. Ngày trước nó đã cướp đi hạnh phúc lẽ ra bà phải có, thì hôm nay bà quyết định giành lại cái hạnh phúc mà nó đang được hưởng. Phải, Thục Nhàn thật ra không hiền lành nhu mì như anh nói. 24 năm, anh có vẻ bị bề ngoài của nó đánh lừa. Anh có biết Thiên Bảo thật ra là con của một người khác với Thục Nhàn không? Không được nói bậy. Vỗ mạnh tay xuống bàn, ông hét to giận dữ. Tôi cấm bà xúc phạm đến Thục Nhàn. Thiên Bảo là con của tôi, chắc chắn. Chắc chắn ư? Phùng Kiều nhếch môi khôi hài. Ông gật đầu khẳng định. Chắc chắn. Ngày về với tôi, Thục Nhàn hãy còn trong trắng. Trong trắng? Phùng Kiều chợt cười lớn, rồi lấy từ trong bóp ra một phong thư. Vậy thì cái này là cái gì đây? Anh hãy đọc đi, rồi sẽ hiểu cô vợ của anh trong trắng đến mức nào. Ném mạnh phong thư xuống bàn. Trước mặt Thiên Nam, Phùng Kiều quay lưng, bước thẳng lên lầu. Run run cầm phong thư, ông nhận ra nét chữ của Thục Nhàn. Theo năm tháng úa vàng, bức thư đã được Thục Nhàn viết gửi cho người bạn thân của mình 20 mấy năm rồi. Phùng Kiều thân mến, Thiên Nam là một người chồng tốt. Anh ấy yêu thương và tôn trọng mình hết mực. Nhưng sự yêu thương của anh không làm mình hạnh phúc. Ngược lại, mình càng đau khổ, càng nghe lương tâm cắn rất nhiều hơn. Hãy cho mình một lời khuyên, mình phải làm gì với tình huống trớ trêu này. Mình không muốn gạt anh, mình thú thực với anh tất cả ngay đêm đầu hôn lễ. Nhưng mình lại không thể mở lời, làm sao có thể nói với anh rằng mình không còn trong trắng nữa. Cùng theo về làm vợ anh là đứa con vừa tượng hình hơn tháng tuổi trong bụng mình đây. Khi anh còn mãi ngất ngây trong hạnh phúc, khi anh còn đang quá tự hào vì tin mình đã cưới được một cô vợ hiền lành, tinh khiết. Thiên Bảo năm nay đã lên 4 tuổi, nó rất giống cha. Chắc cậu hiểu ý, ta muốn nói đến người cha nào. Nhưng Thiên Nam chẳng chút nghi ngờ, nhìn anh yêu thương cưng chịu Thiên Bảo mà lòng mình lo lắng quá. Liệu một ngày biết ra sự thật, cảm nhận của anh sẽ ra sao? Mình không muốn gạt anh, nhưng lại không can đảm phá tan cái hạnh phúc trong tầm tay ấy. Bức thư, lời xúc xỉm của Phụng Kiều, cộng với nỗi tự ái sĩ diện của đàn ông, khiến Thiên Nam bừng bừng nổi giận. Tình yêu thương lòng tôn kính trong phút chốc quá thành nỗi căm hận oán hận. Không kiềm chế nổi bản thân, ngay đêm hôm đó giữa tiệc mừng sinh nhật, tưng bừng thực khách, ông đã chìa ra tờ đơn ly dị cùng lời tuyên bố từ con với danh từ tàn nhẫn chua cay nhất. Không chỉ thế, để chọc tức Thục Nhàn, để thỏa dạ ghen hờn, ông còn tỏ ra thân mật, ưu ái một cách khác thường với Phụng Kiều. Trước sự sỉ nhục bẻ bàn, trước niềm đau bị tước bỏ hạnh phúc, Thục Nhàn chỉ lặng người đi một lúc, nhìn ông cặp tay người bạn thân nhất đời mình. Bà chỉ mỉm cười tự trách mình, sao quá dại khờ, sao cả tin đến thế. 24 năm trước một lần, 24 năm sau cũng một lần, Phụng Kiều phá tan đi niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của đời bà. Tại sao? Tại sao nó phải làm như vậy? Tại sao nó phải nhìn bà bằng đôi mắt hận thù? Bà có lỗi gì khi đã không ghi hận oán vào người? Khi biết nó sa cơ lỡ vận, bà đã sẵn sàng cưu mang nó, đem hết lòng ra bày tỏ. Bà đâu ngờ nó quay lại cắn mình. Thiên Nam, lời sỉ nhục của ông làm bà đau lòng lắm. Nhưng bà không cảm thấy giận ông, càng yêu thương và thấy mình có lỗi với ông hơn. 24 năm dài, bà đối xử với ông tận tụy hết mình. Bà làm tròn bổn phận là vợ đối với ông. Nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, bà vẫn không quên hình ảnh cũ. Dù tan vỡ, đó vẫn là mối tình đầu đẹp nhất của đời bà. 24 năm dài, bà cố quên để yêu ông, nhưng không làm được. Với bà, ông mãi là vị ân nhân cao thượng, là người anh đáng kính, chứ không thể là người yêu được. Nên chuyện hôm nay, vỡ lỡ thế này cũng là điều tất nhiên thôi. Chỉ tội nghiệp cho Thiên Bảo, cú sốc này với nó thật là không tưởng nổi. Bấy lâu giấu nhẹm trong lòng, bà chỉ mong vừa chôn dĩ vãng. Người cũ đã yên bề hạnh phúc với vợ con, khơi làm chi đống tro tàn đổ nát.
huống chi cố nhân lại không biết sự tồn tại của đứa con này, chi bằng hãy an bài cho nó trở thành con ruột của Thiên Nam. Bác sĩ đã bảo ông không thể có con, thì đứa con này coi như bà đền đáp ân nghĩa này. Dù sao Thiên Bảo cũng hiền lành ngoan ngoãn, với ông nó một mực hiếu thảo vâng lời. Chẳng phải ông từng vỗ ngực tự hào có một đứa con như thế hay sao? Vậy mà sự việc lại đến nông nỗi này. Thục Nhàn bước đến gần bên con, nhìn nó còn quá bàng hoàng trước sự bất ngờ. Bà nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, những tưởng nó sẽ đùng đùng nổi giận, sẽ như Thiên Nam lớn tiếng trách cứ và bỏ mặc mình đi. Và nếu nó có làm như vậy, bà cũng không chút phiền lòng. Tất cả lỗi do bà đã làm thì phải chịu. Thế nhưng không như bà tưởng, Thiên Bảo là một đứa con biết lý lẽ ở đời. Nghe mẹ kể rõ ràng sự thật, anh chẳng những không giận dữ mà còn nắm tay bà thông cảm. Tội nghiệp cho mẹ quá. Bao năm dài âm thầm chịu đựng, chấp nhận dành đau khổ dạy mình cho bao người hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu được tiếng thở dài của mẹ, cũng như biết vì sao đôi mắt mẹ thỉnh thoảng lại rơi vào xa xăm, vắng lặng. Mẹ nhớ người xưa, mẹ ôm trong lòng niềm tâm sự chẳng thể giải bày. 24 năm trời, lương tâm mẹ luôn dằn vặt khổ đau trước một vấn đề không tìm ra lời giải. Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm. Đôi mắt anh an ủi mẹ, đừng tự trách và dằn vặt bản thân mình dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù trời trên đầu có sụp xuống, con vẫn là con của mẹ, vẫn yêu thương kính trọng mẹ như những ngày nào. Cô sẽ không để mẹ khổ sầu khó xử nữa. Quên tất cả đi, mẹ con ta làm lại từ đầu. Con vốn sinh ra đã không cha, thì bây giờ cũng không cha. Người cha đã sinh ra, người cha đã nuôi lớn con đều không cần con nữa, thì con phải đi thôi mẹ à. Đồng ý với quyết định của Thiên Bảo, Thục Nhàn để lại một phong thư kể rõ sự tình rồi cùng con đi xa. Khi đi, hai người chỉ mang theo một ít vật dụng cá nhân, tất cả nữ trang, thậm chí vòng vàng cưới, mẹ con cô cũng không mang theo một vật gì. Phần Thiên Nam sau phút nóng giận nhất thời bình tâm lại, nhận ra tất cả chỉ là âm mưu thâm độc của Phụng Kiều. Bà ta không tốt lành gì khi tố cáo bạn, chẳng qua muốn chiếm đoạt ông thôi. Nhưng bà đã hiểu lầm, bà không biết trọn cuộc đời này ông chỉ yêu mỗi Thục Nhàn, nhất là sau khi xem món quà bà chọn mua cho mình hôm sinh nhật và đọc hết quyển nhật ký của bà vô tình để lại, ông càng hối hận nhiều hơn. Cương quyết đuổi Phụng Kiều ra khỏi nhà với những lời lẽ không kém phần gay gắt. Ông đang báo cho người tìm kiếm mẹ con bà khắp nơi. Sự trống vắng lạnh lùng của căn nhà rộng thênh thang khiến ông hiểu rõ tầm quan trọng của họ đối với mình. Thiên Bảo, ông bắt đầu nghe nhớ con da diết, càng nhớ càng tự trách mình nhiều hơn. Sao để nông nổi, tức giận, che mờ lý trí, không phải là con ruột thì sao? Bao năm qua, cha con ông đã yêu thương, thuận hòa với nhau đến thế. Trời ơi, sao mà ông ngu ngốc quá? Tại sao khi mất rồi ông mới nhận ra? Sao ông mới biết mình yêu thương nó hơn bản thân mình? Thục Nhàn nữa, lúc nào ở đâu làm gì, ông cũng nhìn thấy bóng hình của bà, tận tụy yêu chồng thương con hết mực. Đúng là bà đã giấu ông, nhưng sao ông không hiểu bà làm thế cũng vì có nỗi khổ tâm riêng của mình? Sao ông chỉ vì một chút tự ái đàn ông đành phủ bỏ 24 năm dài hạnh phúc? Bây giờ mẹ con bà đang ở đâu? Ra đi với hai bàn tay trắng, lấy gì mà sống? Biết con bỏ học giữa chừng, ông nghe tim mình đau nhói. 4 năm dài không một phút ngơi tìm kiếm, đã đến lúc ông tưởng mình bó tay tuyệt vọng thì bất ngờ Phụng Nhi tìm đến. Nghe con bé bảo mình có địa chỉ mẹ con Thiên Bảo ở, ông mừng đến phát cuồng, bỏ hết công việc làm ăn, ông chạy xuống Cà Mau gặp Thục Nhàn mong bà tha lỗi. Nhưng bà cứ trơ lòng, bảo mình không còn vương vấn nữa, mặc cho ông 5 lần 7 lượt cầu xin. Túng thế, ông đành liều đến gặp con, hy vọng nó nghĩ tình nói giúp một lời cùng với mẹ nó. Câu chuyện là như thế, ông kể xong rồi mà cả bọn cứ ngồi yên nhìn nhau ngơ ngẩn. Không ngờ cuộc đời Thiên Bảo cô vậy mà đặc biệt éo le, nghịch cảnh, chẳng thua gì tiểu thuyết. Không hẹn nhưng cả bọn bỗng nghe thông cảm với Thiên Nam.